Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một ca về tụ cầu vàng. Đây, bệnh phẩm là mủ áp xe ở bệnh nách, bệnh nhân nhi 8 tháng tuổi. Trên thạch máu thì mọc thuần là to, màu hanh vàng, tan máu beta. Trên xô thì cũng vẫn là trắng, màu hanh vàng, mắt thì âm tính. Còn lạc này thì khi mà làm cata dương này, coa dương